Vâng, trước hết là xin trân trọng cảm ơn thầy Phạm Mạnh Hùng đã có lời giới thiệu về hội thảo hôm nay. Như chúng ta đã biết thì NOAC, như thầy Hùng đã nói, khởi đầu nó là một thuốc chống đông đường hô hấp mới để nhằm thay thế warfarin lịch sử. Rất hào hùng, warfarin rất là hào hùng trong lịch sử. Tuy nhiên là từ các thử nghiệm pha 3 đến nay thì các thuốc chống đông, đặc biệt là dabigatran và rivaroxaban, sau nữa là endoxaban và apixaban, đã có thực tiễn sử dụng gần một thập kỷ. Và do vậy chúng ta đã có, bên cạnh các dữ liệu lâm sàng pha 3, chúng ta đã có rất nhiều các dữ liệu đời thực hết sức phong phú. Và những dữ liệu này, cho dù về mặt bằng chứng nó kém hơn các thử nghiệm pha 3 và nói công tâm như vậy, nhưng cho chúng ta một bức tranh rất tổng thể, rất hiện thực, đầy sắc màu, để chúng ta có thể ứng dụng các thuốc chống đông mới vào thực tiễn lâm sàng một cách tự tin hơn, đúng chỉ định hơn và có những lựa chọn trong số khác biệt ít nhiều giữa các NOAC về hiệu quả an toàn cho những bệnh nhân cụ thể. Ta sẽ bắt đầu bằng rung nhĩ và đột quỵ. Rung nhĩ làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần. Nếu không được điều trị chống đông thì một trong 20 bệnh nhân rung nhĩ sẽ bị đột quỵ mỗi năm. Tỷ lệ này có vẻ cũng khá là nhỏ, tức là khoảng 5%. Nhưng nếu bệnh nhân rung nhĩ mới ngoài tuổi 40 mà không được điều trị chống đông thì chắc chắn là khoảng 20-30 năm tuổi đời còn lại của họ gần như chắc chắn sẽ bị rung nhĩ, bị đột quỵ. Tỷ lệ tử vong, một điểm nữa là trong 30 ngày đầu tiên của rung nhĩ gây đột quỵ hay đột quỵ rung nhĩ thường là cao hơn so với các cái thể đột quỵ khác. Người ta cho rằng là nếu đột quỵ tắc mạch liên quan tới sự di chuyển của cục máu đông từ nhĩ trái lên hệ thống tĩnh động mạch cảnh và nuốt một nhánh động mạch não thì nhu mô não sẽ bị ngưng trệ cấp máu đột ngột và rất kém thích nghi. Chính vậy cho nên tỷ lệ tử vong trong giai đoạn nằm viện trong 30 ngày cũng như di chứng về sau của đột quỵ liên quan tới rung nhĩ là nặng hơn. Hình ảnh lâm sàng thường gặp thì rung nhĩ sẽ làm cho thành tâm nhĩ không còn co bóp. Cộng với yếu tố thứ hai sinh lý bệnh là sự đổi mới máu trong tâm nhĩ liên quan đến các bệnh nguyên dẫn tới rung nhĩ cũng làm giảm đi. Ví dụ hẹp hay lá, tâm nhĩ thì giãn to ra, trong khi lưu lượng máu qua tâm nhĩ trong mỗi chu chuyển tim lại giảm đi. Do vậy tỷ lệ phần trăm đổi mới máu trong tâm nhĩ trong một chu chuyển tim vốn khoảng 78% trong rung nhĩ nó chỉ còn xuống dưới 20%. Do vậy lý do tại sao dòng máu luẩn quẩn hình thành nên các cái contrast và có thể thành cục máu đông thực sự. Cục máu đông di chuyển gây tắc mạch não, hình ảnh lâm sàng rất thường gặp của chúng ta. Warfarin là kinh điển, là một trong những thuốc có lẽ là đi vào lịch sử y học như là một thuốc đơn lẻ mà đem lại hiệu quả dự phòng chữa bệnh rất là cao. Warfarin trong lịch sử đã so sánh với giả dược, với các cái thuốc chống dân tộc tiểu cầu, với warfarin liều thấp hơn so với liều tiêu chuẩn điều trị để giữ IDR từ 2 đến 3, thì thấy rằng là warfarin là một thuốc đơn lẻ làm giảm được 62% nguy cơ đột quỵ tắc mạch hệ thống. Các bạn thử xem, chạy beta giao cảm thì giảm được 35% tỷ lệ tử vong do tim mạch và tái nhập viện do suy tim. ICD chỉ được 20% thôi, thế mà riêng warfarin giảm tới 62%. Một ý nữa là warfarin đã giảm tới tử vong mọi nguyên nhân tới 26%. Ít có một thuốc đơn lẻ nào có thể giảm tử vong do mọi nguyên nhân cao như vậy. Nguyên nhân trực tiếp rõ ràng là warfarin đã giảm được tỷ lệ tắc mạch liên quan tới rung nhĩ và giảm tử vong trực tiếp. Tuy nhiên bên cạnh đó thì warfarin cũng có rất nhiều vấn đề chúng ta đã bàn từ lâu và làm cho warfarin đã trở thành một trong những thuốc gây nhiều rắc rối nhất trong một tổng kết của New England năm 2011 là các cái nhập viện liên quan đến biến cố ngoại ý của thuốc thì warfarin, tiếp theo nữa là insulin và một số thuốc chống độc tiểu cầu là những cái thuốc ghi danh hàng đầu. Bởi lẽ warfarin với hiệu lực tác dụng vốn không ổn định lại bị tương tác bởi yếu tố như thức ăn rồi các thuốc men khác, cũng như trở ngại của bệnh nhân và thầy thuốc khi phải theo dõi liên tục bằng các xét nghiệm dẫn tới tăng chi phí, làm cho warfarin không duy trì trong cái ngưỡng điều trị IDR ví dụ từ 2 đến 3 trong rung nhĩ không cho bệnh van tim và dẫn tới là quá cao thì chảy máu, quá thấp thì tắc mạch, vân vân. Đấy chính là thực tiễn đã cho các nhà nghiên cứu dược lý cũng sau này lâm sàng phát minh ra các thuốc chống đông thế hệ mới, chúng ta gọi là chống đông mới đồng uống cách đây khoảng hơn 10 năm. Nhưng thực chất đây là những thuốc chống đông, cơ chế tác động hơi khác với warfarin, tác động trực tiếp vào chuỗi đông máu. Chúng ta biết chuỗi đông máu có nội sinh, ngoại sinh và có sự tương tác giữa nội và ngoại sinh thông qua một loạt các yếu tố đông máu thành một chuỗi có lẽ là khá hoàn thiện của tự nhiên, của cái tạo hóa để chúng ta có thể đông cầm máu. Tuy nhiên là cái chuỗi đông máu này nó sẽ đi qua con đường độc đạo từ yếu tố 10A đến 2A. Đấy, cho nên là khi mà các cái thuốc chống đông tác động vào con đường độc đạo này thì đương nhiên về mặt lý thuyết hứa hẹn sẽ chống đông hiệu quả hơn và
Chính vì chống đông hiệu quả và ổn định thì hy vọng các cái biến chứng tác dụng phụ của thuốc chống đông trong việc này là chảy máu sẽ được hứa hẹn là giảm đi. Và các thuốc chống đông lần được ra đời đã đi qua các thử nghiệm lâm sàng pha 3. Có nghĩa đây là những cái thử nghiệm có tính nòng cốt để đưa một cái thuốc đi vào thực tiễn lâm sàng sau khi trả lời câu hỏi là mang lợi ích trong trường hợp này dự phòng đột quỵ tắc mạch cho bệnh nhân dung nhĩ, và mang lợi ích tổng thể nguy cơ không làm tăng tử vong của các biến cố khác khi mà xuất huyết không tăng lên sau warfarin. Câu chuyện là như vậy. Có 4 thử nghiệm lâm sàng: Zilai dabigatran, Zocet AF với rivaroxaban, Aristotle rapisaban và Inges AFib với edoxaban trên số lượng hàng ngàn bệnh nhân. Và lưu ý là phần lớn các thử nghiệm này đều được đăng tải đến tạp chí New England hoặc những tạp chí khác rất là mạnh, cho thấy là đây là những nghiên cứu có chất bước ngoặt trong lịch sử thực hành tim mạch học trong khoảng 10-20 năm trở lại đây. Và sau này nếu nhân loại già đi mà không bị chết bởi các bệnh mạch vành, các bệnh lý khác, thì có thể là 1/4 nhân loại sẽ bị dung nhĩ trong tương lai chẳng hạn, nếu người ta sống đủ lâu. Và nếu các thuốc đó này mà cứu sống được rất nhiều ca bệnh thì có thể nó lại giống như trẻ bệnh đau cảm, người phát minh nó có thể lại được những giải thưởng lớn như là Nobel y học chẳng hạn. Và các thử nghiệm lâm sàng pha 3 với 71.000 bệnh nhân đã lần đầu tiên chứng minh là NOAC đã đánh bại warfarin, favor as a treatment trong trường NOAC, trong một tiêu chí giảm đột quỵ tắc mạch do rung nhĩ trên các bệnh nhân không có bệnh van tim. Đấy, trước đây warfarin thắng giả dược, bây giờ thắng warfarin aspirin liều thấp, rồi thắng cả kháng tiểu cầu kép ở tiêu chí giảm đột quỵ tắc mạch, nhưng lần đầu tiên NOAC đã đánh bại warfarin. Đấy, chứng tỏ là gì? Warfarin đã tốt như vậy mà các thuốc chống đông mới ngày đó, hay ngày nay chúng ta gọi chống đông trực tiếp, đã có hiệu quả rất là tốt và thuyết phục ở tiêu chí giảm đột quỵ tắc mạch cho các bệnh nhân dung nhĩ. Khi so sánh kỹ hơn, thấy rằng là ở khía cạnh giảm tử vong do mọi nguyên nhân thì có lẽ là tổng thành lợi ích của NOAC thể hiện qua warfarin một phần nữa là nó giảm được một cái ý nghĩa đột quỵ xuất huyết. Warfarin rất hay đột quỵ dưới chảy máu nội sọ khi nó đang chống đông, và hậu quả các bạn đã biết rồi, chính NOAC, một phần lợi ích của NOAC chính là giảm được cái đột quỵ xuất huyết, một cái tác dụng không mong đợi và rất là đáng ngại. Phân tích sâu nữa thì NOAC cũng không phải bút tranh hoàn toàn màu hồng, nó chống đông hiệu quả warfarin hoặc ít nhất là tương đương, nhưng ngược lại nó cũng làm tăng các cái biến cố chảy máu tắc mạch. Trong số 4 cái NOAC đã được thử nghiệm qua pha 3 thì Aristotle và Inges AFib và edoxaban và rapisaban dường như lành lặn hơn một chút, hiền lành hơn một chút, nhưng hai thuốc chống đông mạnh mẽ là dabigatran và Zocet rivaroxaban thì dường như là cái biến cố tắc mạch ít nhất chỉ chứng minh dừng lại mức là không kém hơn warfarin thôi. Đấy, đột quỵ xuất huyết thì giảm hơn, nhưng các cái chảy máu chính như là chảy máu dạ dày đến mức phải truyền máu, phải mất mấy đơn vị máu, hay là giảm huyết sắc tố nghiêm trọng, chảy máu nội tạng, thì các máu ác trong thuật này là dabigatran và rivaroxaban, hai thuốc đang có tại Việt Nam, thì chỉ chứng minh là không kém hơn warfarin. Đấy, tức là mỗi một cái máu ác có những đặc điểm rất khác nhau. Một phân tích sâu hơn nữa, chỉ tâm đây cho thấy là ở các cái tiêu chí giảm đột quỵ tắc mạch và tắc mạch hệ thống thì là dabigatran liều 150mg được chứng minh là duy nhất ưu thế hơn warfarin. Còn các cái liều thuốc khác qua các thử nghiệm rapisaban, rivaroxaban, edoxaban thì chỉ mới chứng minh khiên tới là mức là tương đương. Nhưng ngược lại với cả liều 150mg dabigatran thì đột quỵ xuất huyết cũng giảm chứ không phải tăng lên. Đấy là chính là qua thử nghiệm RELY và các cái tiêu chí an toàn khác. Và chính vậy cho nên là đâu đó một số khuyên cáo người ta cho rằng là chúng ta nên chọn, nếu chọn dabigatran thì chọn liều 150mg hai lần mỗi ngày thay cho liều 110mg. Bởi vì qua thử nghiệm RELY thấy là hiệu lực vượt trội mà các tác dụng chảy máu thì không tăng thêm. Bên cạnh đó thì các cái lựa chọn khác theo khuyên cáo, người ta khuyên cáo với apisaban, rivaroxaban và edoxaban cũng đi vào các khuyên cáo như vậy. Và ngay chúng ta không còn bàn cãi cái nữa. Ở đây thì các bạn cũng đã chắc là thuộc nằm lòng cái lược đồ này. Theo ESC và cũng các cái khuyên cáo khác tương đương thì nếu bệnh nhân mà rung nhĩ có van cơ học hoặc là đặt vòng van ấy, hoặc là có hẹp hai lá thì chúng ta dùng Centrone hay warfarin duy trì inner từ 2.5-3.5, nhưng đây không còn bàn cãi. Còn tất cả các trường hợp như không có bệnh van tim, sát vas có không điểm thì không điều trị chống đông, một điểm thì có thể cân nhắc và trên hai điểm thì chắc chắn điều trị chống đông. Và khi đã lựa chọn chống đông được uống thì chúng ta lựa chọn nó thay cho kháng vitamin K. Đó là tinh thần khuyến cáo rất dễ hiểu như vậy. Từ các thử nghiệm pha 3 chúng ta nói thì các thuốc nó qua 10 năm đi vào sổ bộ đời thực và cho thấy rất nhiều cái dữ liệu hết sức phong phú, và các nhà sản xuất cũng như các trung tâm bảo hiểm, cũng như các ủy ban an toàn thuốc, cũng như các hiệp hội khoa học độc lập, người ta đã làm rất nhiều các cái phân tích sau đó, chúng ta tạm gọi là pha 4, và là post-market survey, hay còn gọi là dữ liệu đời thực cũng được, dữ liệu đời thực thì số ý nghĩa nó rộng rãi hơn.
Sự khác biệt giữa pha 3 và dữ liệu đời thực có nghĩa pha 3 thì tất cả bệnh nhân được vào nghiên cứu theo một chuẩn mực. Các bệnh nhân đã được randomize, thế này thế khác, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ. Và đây có nghĩa là một cơ sở lâm sàng, dữ liệu về nghiên cứu. Mạnh nhất là chúng ta không bàn. Nhưng đời thực là cho chúng ta một bức tranh hết sức phong phú trong thực tiễn điều trị. Đời thực giúp chúng ta có thể theo dõi bệnh nhân thậm chí lâu hơn nữa. Trong thử nghiệm lâm sàng chỉ có 3 đến 4 năm, 5 năm. Thì đời thực có thể theo dõi tận 20 năm. Và thực tiễn là nhiều thuốc qua được pha 3 một cách rất là dũng mãnh. Nhưng vào đời thực lại phát hiện rất nhiều vấn đề và phải ngậm ngùi rút ra khỏi thị trường. Bởi vì là người ta phân tích lại thấy không phù hợp. Cho nên đời thực cũng có những sự phong phú nhất định. Nhưng rõ ràng là đời thực và pha 3 rất khác nhau. Bởi vì sau này tôi sẽ phân tích những dữ liệu đời thực cho thấy là thuốc A này ít trẻ hơn thuốc B. Nhưng thực ra là cái thuần tập đầu vào nó không randomize. Nên có sự khác biệt, chúng ta cũng cần phải lưu ý như vậy. Ví dụ như vậy, đời cái trong pha 3 thì có thể thế này, nhưng đời thực có thể là hoàn toàn khác. Rõ ràng là nếu đây là hai bệnh nhân dung nhĩ, tức là thực hiện các thử nghiệm lên trên pha 3 chẳng hạn, thì rõ ràng là cái nhóm này cho dù thuốc có hiệu quả bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cái tỷ lệ biến cố vẫn cao, bởi vì biến cố là lẽ tự nhiên, nguy cơ tồn dư bao giờ cũng tồn tại. Ví dụ như tôi thấy phân tích cái dữ liệu pha 3 của 4 nghiên cứu về nó, chúng ta đã đều quen biết quen thuộc là Rocket Acid, Rely, Aristotle, Invest, thì ở khía cạnh nguy cơ chảy máu, thế này là rất khác nhau. Tại ví dụ thang điểm Hasblad 1, 2, 3, 6, thì thế này là Rocket Acid thì nguy cơ cao hơn là Rely, rồi là cao vừa là Aristotle, cao cũng tương đối là Invest Acid. Và do vậy, sau này khi nghiên cứu đầu ra cho thấy là ở cái nhóm này tỷ lệ bao nhiêu phần trăm tuyệt đối bị chảy máu, bị xuất dạ dày, thì chúng ta cần phải phân tích lại dữ liệu đầu vào nữa, vì đầu vào khác nhau thì kết cục có sẽ khác nhau. Đây tôi thấy một ví dụ đối với rivaroxaban. Qua thử nghiệm pha 3 thấy là trong nghiên cứu Rocket Acid về rivaroxaban thấy là đột quỵ tắc mạch ghi nhận qua rivaroxaban cũng cao hơn một chút xíu, chảy máu chính cũng cao hơn so với các thử nghiệm khác đầu mũi tên đỏ, rồi chảy máu tiêu hóa cũng cao hơn. Nhưng phải công tâm phân tích lại thấy rằng là trong đối tượng rivaroxaban thì SAVAS score là 3,5 điểm, cao hơn hẳn các nghiên cứu còn lại. SAVAS với SAS2, ngày đó là SAS2, mà SAS2 3,5 thì SAVAS cỡ khoảng sấp xỉ từ 5 điểm. Như vậy thì rõ ràng là một thuần tập mà nguy cơ chảy máu đầu vào đã cao thì em có dùng thuốc chống đông hiệu quả chăng nữa, cũng cái biến cố cũng sẽ cao. Vấn đề chỗ là qua thử nghiệm Rocket Acid thì rivaroxaban được chứng minh là ưu thế hơn warfarin ở tiêu chí an toàn và hiệu quả. Chỉ có vấn đề như vậy. Và sau này trong cái đời thực, một nghiên cứu khác liên quan rivaroxaban chính là Santos. Thế rằng là trong những Santos nếu thuần tập nghiên cứu đời thực mà SAS2 ngày đó thường là SAS2 là 2 điểm tương đương với các thử nghiệm còn lại, thì các nghiên cứu thu thập được lại thấp hơn nghiên cứu pha 3. Cho nên nghiên cứu đời thực nó bổ sung cho nghiên cứu pha 3. Trong khi pha chúng ta tưởng là thuốc cái này, nhưng trong đời thực có thể sẽ cho ra dữ liệu khác công tâm hơn trong nhận định các thuốc men. Và rõ ràng là đối một thuốc, thì tôi sẽ nói dabigatran, nhưng mà rivaroxaban là một thuốc qua đời thực thấy nó khá là an toàn hiệu quả. Một nghiên cứu Sanop với rivaroxaban trong đời thực thiết kế cũng giống như Santos, là các bệnh nhân dùng như các bệnh van tim được điều trị rivaroxaban và nhà nghiên cứu chỉ quan sát thôi, không tác động vào điều trị, và sau một năm theo dõi xem là lợi ích thế nào, chảy máu làm sao, thì mới thấy rằng là đây là cái các cái đối tượng Sanop chủ yếu tập trung ở châu Á Thái Bình Dương mà chúng ta có thể tham chiếu dữ liệu này cho bệnh nhân Việt Nam chúng ta. Vì thực tế Việt Nam cũng có khoảng 103 bệnh nhân ở đâu đó Nam Bắc đã tham gia nghiên cứu Sanop thuần tập này với rivaroxaban. Thì thấy rằng là cho dù trong nghiên cứu pha 3 Rocket Acid tỷ lệ các biến cố như là xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết đạm cao hơn so với các thử nghiệm khác, nhưng mà qua cái sổ bộ đối với Sanop thì thấy là các cái tỷ lệ biến cố, đây là cái đầu vào của nghiên cứu Sanop thì SAVAS là 2,3, tương đương với các nghiên cứu khác đối với rivaroxaban, apixaban, endoxaban, là dabigatran 2,3. Thì các cái biến cố thu thập được đối với rivaroxaban là một thuốc mà vốn có cái hồ sơ an toàn có vẻ kém cạnh những thuốc còn lại cũng tương đối là tốt. Đấy, chúng ta thấy tỷ lệ xuất huyết mạng chỉ sấp xỉ 1%, và tư chúng lại trong suốt thời gian một năm theo dõi chỉ khoảng 4% các bệnh nhân là có đột quỵ tắc mạch hoặc tất cả các loại xuất huyết. Như vậy thì tỷ lệ này và phần lớn xuất huyết nhẹ cho thấy là cái thực tiễn nó đi vào thực tiễn điều trị với hồ sơ an toàn cao và hiệu quả đương nhiên là được chứng minh, ít nhất là không kém hơn, thậm chí là tốt hơn cả warfarin. Và cho đến hiện nay chúng ta thấy rằng là chúng ta khi đặt ra câu hỏi là vậy thì nó nào là tốt nhất, chúng ta chưa thể trả lời nó nào là tốt nhất được, vì chúng ta chưa có các cái so sánh trực tiếp trong một khuôn khổ của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Khi lên thử nghiệm như vậy thì các bệnh nhân đầu vào bằng ngẫu nhiên hóa sẽ giống hệt nhau về mặt thống kê học giữa các cái nhóm nghiên cứu khác nhau, và bằng việc
theo dõi một thuần tập như vậy, chúng ta mới có thể trả lời được mối quan hệ nhân quả giữa các NOAC với các biến chứng chảy máu, và NOAC nào sẽ kém hơn NOAC nào hay tốt hơn NOAC nào. Cho nên là hiện nay việc so sánh giữa các NOAC chủ yếu dựa vào dữ liệu đời thực, và dữ liệu thực cũng giúp cho các bác sĩ lâm sàng chúng ta có những cái cơ sở nhất định để lựa chọn thuốc men trên những bệnh nhân cụ thể chúng ta, nhất là khi chúng ta có hơn một sự lựa chọn trong thực hành. Vậy thì chúng ta sẽ bàn một chút về nghiên cứu DANIS. Tại sao chúng tôi trích dẫn DANIS? Thì DANIS là một cái cơ sở dữ liệu đồ sộ, khá là đồ sộ, không phải quá đồ sộ đâu, khá là đồ sộ, mà qua đó người ta bắt đầu tạm so sánh giữa các nó với warfarin. Bây giờ warfarin cũng không ai bình thường nữa, thì thực ra nó rất là hào hùng, nó quá khứ, nó thẳng là như vậy. Bây giờ phần lớn người ta lại so sánh warfarin là một thuốc vốn là rất mạnh, thì trong việc này có so sánh giữa dabigatran với warfarin và dabigatran với rivaroxaban đấy. Và qua cái dữ liệu này chúng ta lại có thêm một vài góc nhìn giữa các nó khác nhau, mặc dù nói thực sự các bạn là những cơ sở so sánh đời thực này không thể chính xác được bằng so sánh trực tiếp. Viện nghiên cứu sức khỏe Đan Mạch đã tiến hành trên khoảng 22.000 bệnh nhân có thể điều trị một trong ba loại thuốc chống đông sau: dabigatran, rivaroxaban hoặc là warfarin đấy, so sánh như vậy. Và người ta cũng nói rõ luôn đây là so sánh, có nhược điểm của nghiên cứu này là quan sát đời thực chứ không phải nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, và cỡ mẫu trong đời thực khoảng 22.000 là cũng đủ nhiều nhưng cũng không phải là quá nhiều so với những dữ liệu mà tôi sẽ trình bày sau đây sau ấy nữa. Thế tôi thấy rằng là cả hai thuốc này thì đều, rivaroxaban và dabigatran đều tốt hơn là warfarin ở tiêu chí dự phòng đột quỵ tắc mạch, và chảy máu thì không nhiều hơn. Mà chúng ta biết là NOAC thì thường gây xuất huyết tiêu hóa hơn cả warfarin đấy. Đấy. Nhưng mà trong này thì người ta cũng rút ra vài dữ liệu mà chúng ta có thể tham khảo, là với liều rivaroxaban 20mg thì cái tỷ lệ chảy máu, mọi loại biến chứng chảy máu có cao hơn chút xíu so với, cao hơn so với dabigatran 150mg với cái nguy cơ tương đối 1.81, tức là lớn hơn khoảng 1. Ví dụ như vậy, người ta cũng thu thập lại như vậy. Hay là với cái liều tử vong do mọi nguyên nhân thì cả hai thuốc cũng là đều thấp, nhưng mà có vẻ ưu tiên hơn một chút so với dabigatran 150mg, và sự khác biệt cũng bắt đầu vượt qua ngưỡng 1. Tuy nhiên phải công tâm mà nói là trong cái thử nghiệm này thì tuổi trung bình của những người dùng rivaroxaban là cao hơn dabigatran, và thang điểm sát vát ở rivaroxaban cũng cao hơn là dabigatran. Quay lại lịch sử thì dabigatran thiết kế với quần thể được xem là khá hiền hòa hơn, còn rivaroxaban là một thiết kế thực hiện sau rely và nó cũng có những áp lực nhất định. Và rivaroxaban đã đi vào nhóm đối tượng tuổi cao, một nửa trên 75 tuổi, một 50% số bệnh nhân là đột quỵ, tiền sử đột quỵ trước đó. Cho nên sau này có lẽ thế mà các bác sĩ điều trị thực hành lại ưng sử dụng, muốn sử dụng rivaroxaban cho nhóm đối tượng cao, nguy cơ cao hơn. Và chính vì có sự chênh lệch về thang điểm sát vắt đầu vào của hai cái nhóm này trong những DANIS. Nhưng dù sao nữa thì kết quả này cũng cho chúng thấy là ít nhất số đời thực của DANIS thì dabigatran liều 150mg có vẻ an toàn hơn so với rivaroxaban 20mg. Ở liều thấp hơn 15 so với 10, người ta cũng thấy trong một xu hướng tương tự là nguy cơ tương đối chảy máu do mọi nguyên nhân và tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm được sử dụng dabigatran liều 110mg so với rivaroxaban liều 15mg thì có vẻ ở nhà thiên về hơn, an toàn hơn ở nhóm dabigatran với nguy cơ tương đối hơn 1 và khoảng tin cậy cũng là vượt qua 1. Riêng cái này thì vẫn trong khoảng 1, tức là không rõ ràng mọi nguyên nhân. Và trong tuyệt này thì cái thang điểm sát vát cũng đã ít khác biệt hơn, và thang điểm Hatch-Split cũng ít khác biệt giữa hai nhóm. Cho ý là gì? Phân tích các dữ liệu đời thực chúng ta cần phải hết sức chi tiết để tránh phải những ngộ nhận. Nhưng dù sao nữa thì hai cơ sở dữ liệu đó cho thấy là dabigatran tỏ ra an toàn hơn so với rivaroxaban ở các liều điều trị tương đương. Một phân tích gộp khác trên bên đăng tờ Stroke năm 2017 trên 17 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, và người ta cũng tiến hành so sánh đời thực giữa warfarin, dabigatran và rivaroxaban đấy, đây những nghiên cứu đời thực, thì thấy rằng là giữa rivaroxaban và dabigatran về mặt hiệu quả trong 17 các thử nghiệm lâm sàng khác nhau thì kết cục là tương đương. Và chúng ta thấy rằng là bên phân tích gộp mà có thể là không phải tất cả đều là nghiên cứu pha ba nó có đối chứng, nhưng mà cho đến thời điểm này chưa có một cái NOAC nào khẳng định vượt trội NOAC nào về khía cạnh hiệu quả giảm đột quỵ tắc mạch hệ thống đó, nó với các công tâm là như vậy. Nhưng ở khía cạnh an toàn, một lần nữa thì lại cho thấy là trên các bệnh nhân, rất nhiều các nghiên cứu thực hiện tại châu Á thì thấy rằng là dabigatran được tỏ ra là an toàn hơn
so với rivaroxaban với các liều điều trị tương đương. Đấy, như vậy là một cái góc nhìn khác cho chúng ta cùng quan sát. Ở tiêu chí này chính là tiêu chí đột quỵ, xuất huyết não và các cái chảy máu nặng có thể gây tử vong. Tiếp theo nữa, và cái cơ sở dữ liệu cuối cùng mà tôi chia sẻ các bạn trong buổi hôm nay chính là chương trình bảo hiểm độc lập Medicare. Đây là chương trình bảo hiểm rất lớn tại Hoa Kỳ, cover cho khoảng 60 triệu người Hoa Kỳ. Đấy, ở Hoa Kỳ cạnh tranh ác liệt như vậy mà cái cơ sở dữ liệu này đã cung cấp bảo hiểm tới 60 triệu người, và mỗi năm chi phí chi trả có thể 600-800 tỷ đô la Mỹ một năm qua quỹ bảo hiểm này, là quỹ rất lớn. Có lẽ là duy nhiên nhớ rất nhiều so với bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhưng mà đây là một trong những cái cơ sở bảo hiểm lớn nhất ở Hoa Kỳ. Thì Medicare đã phối hợp với FDA, là chúng ta lại có thêm một chữ FDA. FDA đã phân tích các dữ liệu về thuốc chống đông mới trong suốt hơn gần 10 năm đi vào thực tiễn điều trị, phân tích 2015, 2016, 2019. 2015 thì trả lời câu hỏi là dapagliflozin có thực sự tốt hơn warfarin hay không, tinh thần giống như Relay, nghiên cứu Relay. 2016 thì lại so sánh dapagliflozin và rivaroxaban, và 2019 thì so sánh thêm hai nhân vật mới của nó chính là atorvastatin và edoxaban, so sánh thêm cả atorvastatin nữa, lúc đó chưa có edoxaban. Đấy, và Medicare và kết hợp FDA thì cơ sở dữ liệu chắc chắn sẽ thuyết phục hơn. Và FDA là quyền sinh quyền sát, đúng không ạ, trong trường hợp là quyết định một thuốc men có giữ lại trong thực tiễn hay không. Medicare là cơ sở dữ liệu đồ sộ và khá hoàn chỉnh đó. Thì tôi thấy rằng là năm 2015 phân tích gộp đã lên tờ Circulation và viết một bài báo là các cái biến cố chảy máu cũng như nguy cơ tử vong ở các cái bệnh nhân thuộc hệ thống bảo hiểm Medicare bị dung nhĩ không có bệnh van tim để điều trị bằng dapagliflozin và warfarin. Thì kết quả cho thấy là tiêu chí là gì? Là đánh giá tiêu chí về an toàn và tiêu chí chính bảo vệ cái đột quỵ tắc mạch, đặc biệt là tiêu chí an toàn. Và tiêu chí nhận bệnh đã thấy là trên 134.000 bệnh nhân, một cơ sở dữ liệu phải nói là hết sức đồ sộ. Thì thấy rằng là FDA phân tích Medicare 2015 cho thấy là nó đúng như tinh thần của Relay trước đây, giảm được đột quỵ tắc mạch ít nhất là tốt hơn so với warfarin P0.02, P0.04. Đấy, rồi là xuất huyết đầu sọ rõ ràng là thấp hơn. Đấy chính là một lợi ích quan trọng của nó. Nhưng mà ở xuất huyết tiêu hóa thì dapagliflozin vẫn cao một chút xíu. Đấy, vẫn cao hơn so với là warfarin P0.07 dưới 0.05. Và đây cũng như vậy, trong cái dữ liệu trên 134.000 bệnh nhân, đối với dapagliflozin cũng xuất huyết cao hơn. Nhưng chúng ta thấy là nó trong các cái tiêu chí xuất huyết thì vấn đề vẫn là có thể gia tăng xuất huyết chảy máu tiêu hóa so với warfarin. Các cái tiêu chí còn lại, và điều quan trọng rút ra từ FDA 2015 là Relay nghiên cứu pha 3 và sau này sổ bộ đời thực trên hàng trăm ngàn bệnh nhân cho thấy là có một xu hướng nhất quán. Đấy, nhất quán, và như vậy Relay đã phân tích đúng, nói đúng, các nó giảm được quy tắc mạch ở các bệnh nhân rung nhĩ không có bệnh van tim, giảm được xuất huyết não các bệnh nhân đó, và nhưng mà có tăng chút xíu xuất huyết tiêu hóa. Điều này cũng tương tự đối với rivaroxaban, chỉ có tốt hơn ở endoxaban mà thôi đó. Năm 2015, 2016 thì FDA phân tích, tôi cho rằng là nó mạnh mẽ hơn, phân tích mạnh mẽ hơn. Bây giờ không phải với warfarin nữa, mà lại so sánh giữa dapagliflozin với rivaroxaban. Đây như so sánh phải công nhận là nó là hết sức nhạy cảm, bởi vì nó liên quan tới các industry khổng lồ. Thì và do vậy muốn tồn tại được và đảm bảo uy tín thì phải khách quan. Thì kết cục thiết kế cũng tương tự như vậy, rút hồ sơ Medicare là 118.000 bệnh nhân dung nhĩ có bệnh van, không có bệnh van tim được điều trị bằng cái thuốc chống đông trong trường hợp này, hoặc là dapagliflozin hoặc rivaroxaban. Những trường hợp mà dùng 6 tháng thuốc này chuyển sang thuốc kia sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. Đấy, như vậy. Và người ta sẽ dùng các cái mô hình dự đoán nguy cơ như là Cox-Regression v.v. Và bệnh nhân đã sử dụng các thuốc đúng như tinh thần là 150mg hai lần mỗi ngày và 20mg một lần mỗi ngày. Thì kết quả cho thấy là ở các tiêu chí như là xuất huyết thì có vẻ như rivaroxaban cột màu đỏ là cao hơn một cách có ý nghĩa so với dapagliflozin, mặc dù thì là biến cố cả hai cái nó này đều thấp tới mức có thể coi là an toàn, nhưng mà đối với dapagliflozin thì hồ sơ an toàn có vẻ tốt hơn là so với rivaroxaban. Xuất huyết nội sọ cả hai đều rất thấp, có nhìn ngân chút xíu ở nhóm rivaroxaban nhưng không khác biệt có ý nghĩa thông kê đó. Nhưng mà xuất huyết do mọi các trường hợp xuất huyết ngoại sọ hay là xuất huyết tiêu hóa đến mức phải nhập viện phải truyền máu hoặc bớt hơn 2 đơn vị hồng cầu, xin lỗi là 20 gram huyết sắc tố theo đơn vị đo lường, thì giữa
Rivaroxaban và Dabigatran thì Dabigatran có vẻ là tốt hơn ở hai tiêu chí như vậy. Đó. Phân tích 2019 thì khi bắt đầu có thêm cả Enoxaban thì người ta cũng bắt đầu so sánh cả Banoac với một cái thiết kế tương tự, nhưng hồ thêm số bệnh nhân khổng lồ hơn, 450.000 bệnh nhân. Riêng những người bệnh Vantin điều trị hoặc Warfarin bây giờ ít ỏi hơn rất nhiều. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban thì người ta cũng so sánh mỗi thuốc có một đường khác nhau. Warfarin là cái thuốc tham chiếu đường màu xanh dương thì ở tất cả các tiêu chí xấu thì đều có vẻ như là kém hơn các NOAC, và coi cho thấy là có một sự nhất quán là NOAC luôn tốt hơn Warfarin ở các tiêu chí dự phòng đột quỵ tắc mạch cũng như là giảm được cái xuất huyết nội sọ. Đấy, xuất nội sọ Warfarin ở đây cũng cao hơn so với các NOAC khác. Rồi các biến cố tắc mạch hệ thống đột quỵ là cái chúng ta cần bảo vệ thì Warfarin ngày xưa đã tốt thế rồi nhưng vẫn kém hơn so với các NOAC, và các NOAC có một xu hướng khá là nhất quán về hiệu quả. Tuy nhiên phân tích kỹ một chút thì một số tiêu chí an toàn kiểu như là chảy máu ngoại sọ thì Apixaban là tốt hơn cả đấy, rồi là Dabigatran thì là nằm ở giữa và Rivaroxaban thì có vẻ tồi hơn một chút xíu. Đấy, phân tích này cho thấy rằng là các cái tiêu chí an toàn phải quan dữ liệu hết sức đồ sộ chúng ta mới có thể rút ra được những cơ sở dữ liệu, mà đây chỉ mới dừng lại mức là đời thực với mức độ bằng chứng hạn chế. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy được rằng là qua dữ liệu này thấy là giữa các cái thuốc nó có thuốc lợi điểm hơn ở khía cạnh bảo vệ, có thuốc thì giảm xuất huyết tiêu hóa, có thuốc thì lại không thực sự ưu thế ở tiêu chí xuất huyết nội sọ, vân vân. Và đây là những cái chỉ số thống kê học thôi đấy, và người ta cũng kết luận là tiêu chuẩn như không như bệnh văn tim dùng đột quỵ bằng liều tiêu chuẩn của nó bằng Warfarin thì thấy rằng là Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban lợi vượt trội ở tiêu chí bảo vệ các tiêu chí tắc mạch hệ thống đó đấy. Tuy nhiên là tiêu chí an toàn thì có vẻ nghiêng về hơn là Dabigatran và Apixaban so với Rivaroxaban. Mặc dù Rivaroxaban trong các cơ sở dữ liệu đời thực khác thì thấy là một thuốc cũng là an toàn đó. Và để kết luận bài trình bày của tôi, kính thưa thầy Phạm Mạnh Hùng, cô Nguyễn Thị Thu Hoài và các bạn đồng nghiệp, từ các thử nghiệm pha 3, NOAC đã được sử dụng rộng rãi trong hơn một thập niên nhằm dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh van tim và đã trở thành cái thuộc khuyến cáo chính. Hiện chưa có các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có độ chính so sánh đối đầu giữa các NOAC để xem là ai mạnh hơn ai một cách rõ ràng, và tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ có những thuốc có những nghiên cứu kiểu như vậy. Đấy. Các dữ liệu đời thực đồ sộ tuy nhiên như là Medicare cho thấy nhất quán với kết quả của các nghiên cứu ngẫu nhiên trước đó và bà về NOAC. Đấy. Không còn bàn cãi, NOAC là tốt hơn và an toàn hơn so với Warfarin và tốt hơn, ít nhất là tương đương và an toàn hơn so với Warfarin. Tuy nhiên có sự khác biệt nhất định giữa các NOAC khác nhau về tiêu chí an toàn. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô, các bạn đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi. Vâng, xin chân thành cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Phan Đình Phong. Tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Phạm Trần Linh sẽ có bài báo cáo và sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. Mời tất cả các bạn chúng ta chú ý có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần băn khoăn, chúng ta có những câu hỏi gì liên quan tới những cái việc chúng ta sử dụng các NOAC này thì chúng ta có phần bình luận cũng như là chúng ta có những câu hỏi tới các thầy trong cái buổi gặp này. Và xin mời tiến sĩ Phạm Trần Linh. Đã. Vâng, cảm kính thưa thầy Hùng, kính thưa cô Hoài cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp. Tiếp theo phần tiếp theo xin được tôi xin được trình bày về kháng đông thế hệ mới kỷ nguyên 3.0. Tiếp theo bài của tiến sĩ Phan Đình Phong thì như chúng ta đã đều biết thì cả một thế kỷ vừa qua là cả một thế kỷ có rất nhiều thuốc
đặc biệt là những cái thuốc Tây y trong việc kháng đông, chống đông được phát triển từ những cái thuốc đầu tiên như là heparin, rồi dần dần sau này như là những thập kỷ 60 là đến warfarin. Warfarin thì thực chất là cái thuốc đấy người ta tình cờ phát hiện được khi mà người ta những cái thuốc mà người ta có cái nạn chuột, người ta diệt chuột bằng cái thuốc, những cái thuốc của nhóm warfarin thì diệt chuột, và người ta phát hiện ra những cái việc chống đông có tác động vào hệ yếu tố, các yếu tố đông máu trong việc dự phòng huyết khối, được sử dụng đầu tiên là dùng cho những bệnh nhân bị van tim, rồi những bệnh nhân bị dung nhĩ và những bệnh nhân mà bị những huyết huyết khối. Sau đó thì là đến những thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước thì là heparin trọng lượng phân tử thấp, như chúng ta biết là như là fosaparin hoặc là lovenox, là đã một thời là cũng rất là oanh liệt trong việc là điều trị kháng đông của những bệnh nhân có hội chứng mạch vành hoặc là những bệnh nhân mà bị thuyên tắc mạch. Và đến từ những năm đầu tiên của thế kỷ này là những thuốc kháng đông thế hệ mới mà như bác sĩ Phong đã trình bày, chúng ta là đã có 4 nhóm thuốc chỉ trong vòng có khoảng 4 năm thôi, từ năm 2009 đến 2013 thì lần lượt 4 cái nhóm thuốc chống kháng đông trực tiếp tác động vào thrombin và vào yếu tố 10A, như là đầu tiên là dabigatran, sau đó là rivaroxaban, atrazoxaban và endoxaban đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Vậy thì tại sao lại có cái sự phát triển của cái thuốc kháng đông trong cái thế kỷ này của chúng ta lại phát triển nhanh như vậy? Bởi vì người ta thấy rằng là warfarin đúng là các cái thuốc kháng vitamin K thì đúng là những cái thuốc rất là tốt. Tuy nhiên là nó có rất nhiều hạn chế như cửa sổ điều trị hẹp, chúng ta phải theo dõi tỷ lệ prothrombin, thì cái chỉ số INR luôn luôn là trong giới hạn là từ 2 cho đến 3. Dược động học và dược lực học biến thiên của nó rất là khó tiên đoán, bị ảnh hưởng rất nhiều của các cái loại thuốc khác nhau. Và bản thân những cái thuốc kháng đông này nó cũng tương tác với cả rất nhiều loại thuốc khác và các thức ăn. Do đó chỉ khi điều trị chúng ta phải thường xuyên xét nghiệm máu và phải điều chỉnh liều, và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Vậy thì những thuốc kháng đông trực tiếp sau này ra đời để là gì? Bởi vì từ những thử nghiệm lâm sàng như là các bạn đã vừa nghe ở báo cáo trước thì đã thấy rằng các nhóm thuốc kháng đông trực tiếp này, nó đường uống này, nó hiệu quả và an toàn hơn hẳn so với warfarin. Từ rất nhiều những cái nghiên cứu trên đến hàng trăm nghìn đối tượng, từ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho đến từ nghiên cứu về đời thực, người ta đều thấy rằng các cái nhóm thuốc này nó đều giảm nguy cơ đột quỵ, giảm thuyên tắc hệ thống, và nó đều có dự phòng được đột quỵ và cũng hạn chế được các cái nguy cơ biến chứng của thuốc, như là các cái nguy cơ về chảy máu. Đặc biệt là qua nghiên cứu về dabigatran, các bạn thấy có thể thấy rằng có rất nhiều những cái nghiên cứu ở trên toàn thế giới, từ ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ với hàng trăm nghìn đối tượng, thì người ta cũng đã thấy rằng lợi ích của cái thuốc này rất là lớn. Đây là một cái nghiên cứu mà đối với những người làm về chuyên về rối loạn nhịp như là chúng tôi, và hoặc là làm về can thiệp mạch vành như là giáo sư Hùng cũng rất chú ý, đấy là cái nghiên cứu Recycle và Review of PCI. Đây là những cái nghiên cứu nền tảng mà sau đó thì là cái khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông trong điều trị bệnh nhân dung nhĩ năm 2016 đã có thay đổi như bác sĩ Phong trình bày. Tôi chỉ xin trình bày về cái nghiên cứu Recycle này. Ở Recycle là nghiên cứu mà sử dụng thuốc chống đông, kháng thuốc kháng đông ức chế trực tiếp thrombin, đây là dabigatran, so với cả warfarin ở những bệnh nhân mà có chỉ định dung nhĩ, có chỉ định triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio hoặc là đốt áp lạnh bằng cryo ablation balloon. Thì người ta đánh giá là khi mà bệnh nhân mà triệt đốt, trước triệt đốt đó thì người ta thường là người ta dùng thuốc warfarin và các cái thuốc chống đông là đường tiêm hoặc như là heparin trọng lượng phân tử thấp. Và khi mà dùng cho bệnh nhân khi đốt thì nếu mà cứ tiếp tục dùng các cái thuốc chống đông đấy để duy trì cái INR luôn luôn trong khoảng từ 2 đến 3 thì khi đốt nó lại gặp rất nhiều những cái biến cố rất nặng nề và hay gặp, đấy chính là chảy máu. Vì khi đốt rất nhiều điểm ở trong nhĩ rất dễ gây chảy máu, mà khi cái hệ thống đông máu của chúng ta mà nó đã bị giảm rồi thì rất có nguy cơ chảy máu gây tràn dịch màng tim, rất nhiều những cái biến chứng khác nữa. Thế nhưng mà nếu mà dùng cái thuốc chống đông này lại không cho nữa, xong để chúng ta mang bệnh nhân đi đốt, thì với rất nhiều những cái điểm đốt ở trong buồng nhĩ trái vô hình chung lại rất dễ tạo huyết khối, lại dễ gây những cái biến chứng tắc mạch. Chính vì đấy, một trong những cái biến cố mà khi chúng ta đốt dung nhĩ là không sợ là tràn dịch màng tim hay thủng tim đâu, cái đấy thì hoàn toàn không được, sợ nhất là những cái biến cố tắc mạch, những cái cục máu đông hình thành trong nhĩ trái khi chúng ta đốt.
và nó sẽ theo tuần hoàn nó sẽ gây lên biến cố nặng nề như tắc mạch não hoặc tắc mạch tạng. Thế thì chính xuất phát điểm từ từ như vậy mà cái nghiên cứu recycle này người ta làm, người ta sử dụng thuốc Dabigatran liên tục cho bệnh nhân trước khi điều trị mà triệt đốt và cả sau khi điều trị đốt không có thời điểm dừng. Ví dụ như Orfadin là chúng ta phải dừng lại trước 24 tiếng, sau đó đợi cái IMG lên trên 1,5 bắt đầu chúng ta mới triệt đốt. Thì cái này là dùng liên tục, không dừng cho bệnh nhân. Thì ta thấy rằng khi dùng như vậy, thì ta thấy rằng là các cái nguy cơ về chảy máu hay là nguy cơ về tắc mạch hay là tính chung nguy cơ chung của các cái biến cố xảy ra thì rõ ràng sử dụng các cái nhóm thuốc kháng đông trực tiếp này là tốt hơn hẳn so với sử dụng Orfadin. Nó giảm được hẳn những cái biến cố mà khi chúng ta gặp khi chúng ta triệt đốt dung nhĩ ở những bệnh nhân mà có dung nhĩ có chỉ định triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio. Một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu đang ở trên tạp chí JAMA tháng 4 năm 2019 thì ta rõ ràng là sau khi có cái guideline hướng dẫn sử dụng là các thuốc kháng đông trực tiếp sử dụng liên tục ở những bệnh nhân mà khi có triệt đốt cate thì một cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm ở Mỹ đăng trên tạp chí JAMA, người ta thấy rằng rõ ràng là gì, nguy cơ chảy máu của bệnh nhân khi sử dụng Dabigatran với liều 150mg 2 viên một ngày sau đó thì nó cũng giảm hơn rất nhiều, và những cái biến cố chảy máu lớn hoặc là những cái biến cố tắc mạch, những tắc mạch, những biến cố chung thì nó cũng rất là giảm, và những cái biến cố ví dụ những cái chảy máu nhẹ và vừa thì hai cái gần như tương đương nhau. Vậy thì tổng hợp những cái nghiên cứu pha 3 hay là những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về tất cả những cái biến cố từ biến cố đột quỵ này, biến cố chảy máu nặng thì người ta thấy rõ ràng là khi sử dụng cái nhóm thuốc kháng đông trực tiếp đây là ức chế trực tiếp thrombin, người ta thấy rằng là có hiệu quả, có ý nghĩa hơn hẳn so với cả sử dụng Orfadin. Vậy thì cái thuốc này nó tốt như vậy nhưng mà liều người điều trị thì chúng ta phải dùng 2 lần một ngày. Đấy cũng là một cái nhược điểm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã thấy rõ ràng là gì? Trên 2 sơ đồ này chúng ta thấy nếu mà sử dụng 1 liều một ngày thì có đến gần 50% bệnh nhân là bị bỏ lỡ ít nhất là 1 liều trong vòng 30 ngày. Và nếu mà sử dụng trong vòng thuốc 2 lần một ngày, sáng 1 viên, chiều 1 viên thì trong 1 tháng thì có đến quá nửa bệnh nhân, đến 75% là bệnh nhân ta quên mất 1 viên. Ta quên mất 1 viên người ta không uống, và có đến 11% bệnh nhân là người ta bỏ lỡ ít nhất là 3 liều liên tiếp, ta quên luôn cái thuốc này. Vì đó là thuốc dự phòng mà, nhưng ở chúng ta thì cứ phải lo là khi nào mà có bệnh thì mới chữa. Đây là thuốc dự phòng cho nên là tâm lý là người ta dễ bỏ quên hơn. Vậy thì cũng một năm 2015 người ta có cái nghiên cứu là rồi uống 1 viên một ngày thì tốt hơn hay là 2 viên một ngày thì tốt hơn. Thì rõ ràng người ta thấy rằng là gì, người ta thấy rằng là uống một, đây cái màu đỏ này là liều thuốc uống 1 viên một ngày, và cái liều màu xanh này là uống 2 viên chia 2 lần trong ngày. Ta thấy rằng là cái nồng độ thuốc nếu uống 1 viên một ngày thì nó sẽ đạt đỉnh ngay, nhưng mà cái thời gian mà thực thuốc hết tác dụng thì nó cũng nhiều hơn là so với cả, nó không ổn định bằng so với thuốc uống 2 viên một ngày, liều một sáng và liều buổi chiều, thì nồng độ thuốc ở trong máu nó luôn duy trì được đều hơn. Thế khi mà sử dụng những cái thuốc 1 viên một ngày hoặc 2 viên một ngày thì nếu mà lỡ uống quá liều, sau khi mà những người già cao tuổi bị dung nhĩ thường hay có rối loạn về ý thức thì những hay người ta có bị giảm suy giảm trí tuệ, nếu uống quá liều thì sao? Thế nếu mà uống quá liều mà cái liều 2 viên mà nếu mình có uống quá 1 viên thì nồng độ thuốc nó cũng có tăng lên nhưng nó vẫn trong giới hạn chấp nhận được. Nhưng nếu mà thuốc dùng 1 lần một ngày, nếu mà với cái liều cao mà chúng ta thêm 1 liều nữa thì mật độ thuốc nó sẽ tăng vọt lên. Như vậy là bệnh nhân sẽ có vẻ như là có cái nguy cơ chảy máu sẽ nhiều hơn. Thế nếu những bệnh nhân này, nếu mà khi phân tích ra mà nếu mà người ta lại quên 1 liều thì sao? Rõ ràng là khi chúng ta biết rằng có 1 viên một ngày thôi thì nếu mà quên cái viên thuốc đấy thì coi như là cả ngày hôm đấy cái nồng độ thuốc nó sẽ giảm tối đa. Nhưng nếu mà uống 2 viên một ngày chẳng hạn thì nếu chúng ta quên 1 liều, missing 1 liều buổi sáng chẳng hạn thì vẫn còn 1 liều buổi chiều, nó có thể giúp cho đạt cái nồng độ thuốc nó có thể duy trì được ở trong máu của bệnh nhân. Thì thực tế vậy, cũng giống như vậy, khi sử dụng cái viên thuốc kết hợp như là Duoplavin, tôi gặp bệnh nhân thì có nhiều khi bệnh nhân cứ quên, nhưng mà uống aspirin cộng với cả Plavix thì bệnh nhân thì người ta lại
nhớ hơn, và nhiều khi lại thấy là bệnh nhân uống cái đấy lại cảm giác là an toàn hơn là sử dụng cái viên kết hợp kia. À, như lúc nãy bác sĩ Phong có nói là hiện tại thì chưa có cái nghiên cứu đối đầu nào giữa hai cái thuốc kháng đông mà nổi bật là thuốc một viên một ngày là rivaroxaban và davivacha. Thì đây là một cái nghiên cứu mới tinh năm 2019 đăng ở trên tạp chí An toàn về thuốc. Đây là một nghiên cứu đa trung tâm và dựa trên là phân tích meta analysis, là phân tích gồm rất nhiều đối tượng, và người ta đối đầu, so sánh đối đầu head to head luôn giữa các nhóm thuốc chống đông, các nhóm thuốc kháng đông trực tiếp tác dụng như thế nào. Thì người ta dựa cái nghiên cứu này, nó sự nghiên trên mấy tiêu chí này. Thứ nhất là cái thuốc này dùng cho bệnh nhân dự phòng đột quỵ, bệnh nhân dung nhĩ. Nhóm thuốc này dùng ở trên bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi. Nhóm thuốc này dùng ở trên bệnh nhân có thuyên tắc tĩnh mạch. Thì người ta thấy rằng là đối với cả những bệnh nhân mà có thuyên tắc dự phòng huyết khối, dự phòng thuyên tắc mạch não ở bệnh nhân dung nhĩ, thì người ta thấy rằng có vẻ như là thuốc hai dùng hai viên một ngày như davivacha thì là có lợi ích hơn ở những ở mọi việc giảm biến cố, bao gồm cả biến cố về đột quỵ lẫn biến cố chảy máu, hơn là nhóm thuốc dùng một ngày như một viên một ngày như là rivaroxaban. Còn ở yếu tố khác, ví dụ như là điều trị ở trong huyết khối tĩnh mạch hoặc là huyết khối động mạch phổi, thì nhóm thuốc ức chế 10 trực tiếp như rivaroxaban hoặc apixaban có lợi thế hơn so với cả davivacha. Chính vì những kết quả kiểm chứng này thì người ta nói lên là rõ ràng là việc sử dụng thuốc chống đông, thuốc kháng đông này, lợi ích và nguy cơ thì nó luôn tồn tại song song. Nếu mà chúng ta đảm bảo tốt là không bị kháng đông tốt, không để gây những biến cố về tắc mạch, thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó là có thể gây xuất huyết. Và rõ ràng là nếu dùng một liều một viên một ngày thì bệnh nhân tuân thủ thì có vẻ dễ dàng hơn, bệnh nhân sẽ ít bị quên liều hơn. Tuy nhiên nếu mà dùng hai lần viên hai lần một ngày, thì nếu bệnh nhân giả sử có chót quên một liều thì nó vẫn đảm bảo việc tuân trị ở gần như ở mức tối ưu. Và chính cái liều hai lần một ngày của các cái nhóm thuốc NOAC này nó có thể giúp duy trì tác dụng của thuốc mà không làm cho nồng độ thuốc dao động quá nhiều. Thì hiện tại đối với thuốc NOAC, thuốc kháng đông trực tiếp này có hai loại, là dùng hai lần một ngày là davivacha là ức chế trực tiếp thrombin, và apixaban là 2.5mg dùng hai viên một ngày là thuốc ức chế trực tiếp yếu tố 10. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà dung nhĩ thì chúng ta sẽ phải sử dụng thuốc kháng đông lâu dài, gần như là suốt đời. Và đúng là khi mà sử dụng những cái thuốc này thì bệnh nhân người ta cũng phải vẫn phải sống trong một cuộc đời thực, vẫn cần có những hoạt động, vẫn phải đi lại, vẫn phải đối mặt với những nguy cơ chảy máu. Ví dụ như là khi người ta cần phải một cái phẫu thuật, hoặc khi bị tai nạn giao thông, bị chấn thương, hoặc là cần những phẫu thuật cấp cứu. Mà khi đang sử dụng những thuốc kháng đông này rồi, đó là như các bạn đã biết là nếu sử dụng warfarin, nếu mà IRR mà trên 1.5 thì bác sĩ phẫu thuật hoàn toàn có quyền từ chối mổ, người ta không mổ. Khi nào phải trên 1, khi nào phải xuống dưới 1.5 thì phẫu thuật người ta mới mổ. Thì vậy thì những cái sử dụng những thuốc này nó không phải xét nghiệm, chẳng có yếu tố gì xét nghiệm nó cả. Vậy thì nếu mà chẳng hạn chúng ta vẫn đang dùng mà cần phải phẫu thuật thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì rõ ràng là khi mà chúng ta đối diện với cả một cuộc sống thì rất gặp rất nhiều những bệnh nhân, nhất là dung nhĩ mà lại có điểm chắc tác cao như là đã tai biến rồi, thì bệnh nhân rất dễ là có thể bị ngã, có thể bị gãy xương, hoặc là người ta bị những cái nguy cơ, đặc biệt là những cái nguy cơ bệnh nhân dung nhĩ thì thường là nó cao hơn là những người bình thường. Hoặc bây giờ đơn giản nhất là gì, bây giờ bệnh nhân sử dụng các cái thuốc chống đông kháng đông này rồi, nó chỉ là dự phòng đột quỵ thôi, nhưng chẳng hạn vẫn xuất hiện đột quỵ. Vậy thì lúc xuất hiện đột quỵ khi vào viện thì chúng ta có dùng tia sợi huyết được trên bệnh nhân khi đã có sử dụng cái thuốc kháng đông thế hệ mới này hay không? Hoặc là khi bệnh nhân cần phải đặt stent cấp ở trong hội chứng mạch vành cấp mà đang dùng cái thuốc kháng đông này rồi, vậy thì chúng ta có tiếp tục cho các cái thuốc cho liều nạp của kháng kết độc tiểu cầu kép hay không, hay bệnh nhân phải đặt máy tận nhịp hoặc là suy thận cấp thì sẽ như thế nào? Rất nhiều những cái câu hỏi luôn luôn là phải đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là tại sao mà như bác sĩ nói, mặc dù là thuốc kháng đông điều trị dự phòng đột quỵ dung nhĩ, rất nhiều nghiên cứu người ta nói rất là tốt, nhưng mà vẫn có đến
gần 50% bệnh nhân dung nhĩ trên toàn thế giới vẫn chưa được dự phòng thuốc kháng đông, bởi chính vì là những cái thuốc kháng đông này nó vừa là vừa có những mặt có lợi nhưng cũng có nhiều nguy cơ khi mà bị chảy máu. Cho nên vấn đề là khi ra một cái thuốc kháng đông mà đặc biệt là dự phòng được phiên tắc mạch rất là tốt, ví dụ như là gần như là dự phòng được gần như là 100% là không phiên tắc mạch, thì nó sẽ đối diện với việc là rất dễ bị chảy máu, giống hệt như là khi mà chúng ta có một cái mâu rất là tốt, thì lúc đấy thì đâm đâu cũng thủng chẳng hạn, thì lúc đấy thì lại phải nhà sản xuất hỏi ra một cái nữa là một cái thuẫn là gì, là một cái thuẫn là đâm mãi nó cũng chẳng thủng được, thì người ta sẽ ra một cái chất gọi là chất hóa giải đặc biệt, đấy là gì, đấy là những cái antidote, những cái liệu để làm cho trung hòa tác dụng của cái thuốc này đi, để làm cho bệnh nhân là vì cái thuốc này nó không còn tác dụng nữa, để cho lúc đấy chúng ta có thể phẫu thuật cho bệnh nhân, hoặc là nếu mà bệnh nhân mà bị chảy máu do dùng các thuốc kháng đông này chẳng hạn, thì dùng những cái thuốc đối kháng này để nó sẽ ngăn cản quá trình chảy máu đấy, để làm cho giúp cho không đe dọa cho tính mạng của bệnh nhân. Thì để ngăn ngừa cái việc là chảy máu khi dùng những cái thuốc này, thì như chúng ta đều biết là rất là đơn giản là chúng ta sử dụng các cái chế phẩm đông máu thông thường, ví dụ như là huyết tương tươi đông lạnh, rồi là những cái yếu tố đông máu, những làm huyết tương tươi, rồi là hoặc là chúng ta truyền máu cho bệnh nhân, hoặc là truyền những cái yếu tố như là yếu tố 10, yếu tố 8 để giúp tăng giảm ngăn ngừa nguy cơ chảy máu, hoặc là khi bệnh nhân sử dụng warfarin thì khi mà bị quá liều thuốc chống đông chẳng hạn, thì chúng ta cũng đều cho vitamin K cả để làm cho mất bớt cái tác dụng của chống đông của thuốc đi. Vậy thì đối với những bệnh nhân mà khi sử dụng các thuốc kháng đông trực tiếp đường uống này, thì nó cũng có những cái biện pháp chung trong việc cấp cứu để giảm nguy cơ chảy máu, giống như những bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng vitamin K. Ví dụ như là khi bệnh nhân có chảy máu rồi, hoặc thì chúng ta phải ngừng kháng đông rồi, và chúng ta ngừng kháng đông và chúng ta đo các hoạt tính kháng đông để xác định cái liều thuốc thực sự thuốc cái kháng đông này nó có ảnh hưởng đến chảy máu hay không. Và nếu trong trường hợp phẫu thuật nếu trì hoãn được thì chúng ta trì hoãn, ví dụ như liều thuốc 2 viên một ngày chúng ta trì hoãn trong vòng từ 12 giờ cho đến 24 giờ là hết tác dụng của thuốc, thì chúng ta hoàn toàn có thể phẫu thuật hoặc can thiệp được cho bệnh nhân. Còn trong những đặc biệt trong những trường hợp chảy máu không kiểm soát, thì chúng ta phải xác định cái vị trí chảy máu, nhiều khi là nếu xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết dạ dày thì chúng ta phải kẹp cầm máu ở trong dạ dày, rồi là tiến hành các cái biện pháp bù dịch bù máu cho bệnh nhân. Đấy là những cái biện pháp điều trị chung đối với cả những trường hợp chảy máu. Vậy thì đối với cả các cái thuốc kháng đông thế hệ mới này thì đã có những cái thuốc đối kháng nào chưa, đặc biệt là trong những trường hợp cần phải phẫu thuật hoặc là chảy máu mà không kiểm soát được, thì chúng ta cần phải có những cái chất đối kháng để làm cho mất hiệu lực của những cái thuốc kháng đông này ngay. Thì hiện tại trên thế giới thì đã có ba cái loại thuốc và ba cái liều antidote này, trong đó Irinotecan mà biệt là thuốc đối kháng của Dabigatran hiện tại thì đã được FDA chấp nhận và đã được lưu hành rộng rãi trên toàn thế giới. Adesanide alpha là ức chế yếu tố 10, ức chế yếu tố 10A thì năm 2018 đã được FDA chấp nhận và hiện tại cũng đã được đưa vào lưu hành dùng ở Mỹ trong việc là kháng lại thuốc kháng đông mà ức chế trực tiếp 10A, ví dụ như là rivaroxaban, apixaban, endoxaban. Bản thân cái thuốc cái đối kháng của Dabigatran là irinotecan này, nó thực chất nó là một mảnh kháng thể của người thôi, và khi nó kết hợp với cả cái phân tử thuốc Dabigatran thì nó làm cho mất hoạt lực, mất động học của cái thuốc này và nó mất tác dụng kháng đông. Nhưng cái thuốc này nó chỉ tác động, cái này nó tác động trong một thời gian rất ngắn, sau vòng 24 giờ thì nó sẽ phân giải hết hoàn toàn. Và năm 2015 thì đã đăng ở trên tạp chí New England cái nghiên cứu về thuốc về đối kháng của Dabigatran, đấy là nghiên cứu Reverse AD. Với cái nghiên cứu này, vì rõ ràng như lúc này bác sĩ Phong cho chúng ta là tỷ lệ chảy máu, rồi là tỷ lệ biến cố chảy máu khi sử dụng những thuốc kháng đông thế hệ mới này rất là thấp, rất là ít, hầu như là tỷ lệ chỉ có không phải mấy phần trăm, tức là cực kỳ thấp. Nếu mà quy đổi ra thì phải điều trị đến hàng nghìn bệnh nhân bằng cái thuốc này chúng ta mới gặp, may ra gặp một trường hợp là bị chảy máu đấy.
Như vậy, cho nên là cái cỡ mẫu của cái nghiên cứu này chỉ có khoảng 500 bệnh nhân thôi, nhưng mà nó triển khai ở đến tận 350 trung tâm ở trên 40 nước. Tức là gì? Mỗi nước mà ở người ta sử dụng rất nhiều, nhưng thì không có nhiều bệnh nhân bị những biến cố này đâu. Và người ta chia ra làm hai nhóm luôn, là một nhóm là nhóm bị chảy máu, tức là không thể kiểm soát được, bệnh nhân dùng do sử dụng các thuốc kháng đông thế hệ mới, đây là Davitra, và gây chảy máu. Và một nhóm thứ hai là nhóm cần phải phẫu thuật và thủ thuật cấp cứu và không thể trì hoãn được. Và khi đó người ta sử dụng 5 gram cái thuốc đối kháng với Davitra qua đường tĩnh mạch và người ta tiêm, sau đó người ta theo dõi các cái hóa giải tối đa trong vòng 4 giờ bằng đánh giá bằng cái thời gian phân giải thrombin và thời gian đông máu, và người ta đánh giá dựa vào các cái biến cố. Sau đó thì người ta theo dõi trong vòng 90 ngày, theo dõi người ta đánh giá những biến cố thuyên tắc có tái phát kháng đông hay không. Thì là khi dùng những cái thuốc này là mất hiệu quả của thuốc kháng đông, vậy thì sau đấy thì bệnh nhân có dễ bị là tắc mạch hay bị hình thành vết khối hay không. Và người ta thấy rằng là với cái nghiên cứu này có khoảng 500 bệnh nhân ở 39 nước, trên 173 ba trung tâm người ta nghiên cứu với tiêu chí chính là như đã trình bày với tất cả chúng ta, thì người ta thấy rằng là gì? Cái nghiên cứu này người ta thấy không thấy có những lo ngại về mặt an toàn hay bằng chứng gây tăng đông. Là gì? Có nghĩa là khi sử dụng những cái thuốc này tại thời điểm 72 giờ sau khi dùng thuốc kháng đông này, thì người ta thấy rằng là các bệnh nhân, đối với cả những cái bệnh nhân thuộc cái nhóm mà nguy cơ chảy máu và cái nhóm mà phải phẫu thuật, thì có đến là hơn 20% ở cái nhóm là bệnh nhân bị chảy máu, hoặc là cái nhóm đến gần 70% ở cái nhóm cần phẫu thuật, người ta lại sử dụng lại các biện pháp kháng đông khác, ví dụ như uống lại các thuốc kháng đông hoặc kháng kết tục tiểu cầu. Và sau vòng 90 ngày thì người ta thấy rằng là tất cả hầu hết những bệnh nhân ở hai cái nhóm này đều sử dụng lại các cái thuốc kháng đông. Và bệnh nhân, đối với những người bệnh nhân dùng Davitra, người ta sẽ sử dụng lại sớm hơn trong vòng tuần đầu hoặc tuần thứ hai. Đây là hai cái sơ đồ và mật độ thuốc. Người ta thấy rằng là người ta thấy là khi sử dụng cái thuốc kháng đối kháng này thì cái nồng độ Davitra tự do trong máu giảm hẳn luôn, và nhưng mà sau 12 giờ thì nồng độ Davitra trong máu thì bắt đầu lại có xu hướng tăng lên. Đây là lúc thời điểm trước tiên thì nó là khoảng 700 nanogram trên ml, sau đó thì nó sau khi dùng thuốc này giảm hẳn luôn, gần như là về không, và sau 12 giờ thì bắt đầu tăng lên khoảng gần 200 nanogram trên ml, và thời gian ATTT cũng giảm hẳn luôn về mức bình thường ngay sau khi tiêm thuốc này, và sau 12 giờ thì bắt đầu ATTT tăng trở lại. Chính vì thế mà người ta thấy rằng giữa cái thuốc này, cái đối kháng này nó có tác dụng ở trong vòng 12 giờ, cho nên mọi phẫu thuật hoặc là mọi việc chúng ta cầm máu cho bệnh nhân trong vòng 12 giờ sau đó thì lập gì nồng độ của thuốc bắt đầu lại tăng lên. Và để thì như vậy cái thuốc đối kháng này nó chỉ có tác dụng ở trong một thời điểm ngắn, thích hợp cho với cái việc là chúng ta cần thiết để cấp cứu hoặc phẫu thuật cho bệnh nhân thôi. Và sau 12 giờ thì bản thân cái đối kháng Idarucizumab này nó cũng không còn thấy lưu hành ở trong máu nữa. Và như vậy thì sau 12 giờ, sau nửa ngày thì tính hoạt động của đối kháng này hoàn toàn mất ở trong máu của bệnh nhân. Như vậy đối với cả những bệnh nhân mà bị chảy máu trong vòng 24 giờ thì người ta thấy rằng kể cả xuất huyết nội sọ lẫn xuất huyết tiêu hóa hoặc là những cái chảy máu ở cơ, người ta thấy rằng thời gian ngưng chảy máu là 2 giờ, chỉ trong vòng 2,5 giờ chứ cũng không cần đến 3-4 giờ thì đã ngưng chảy máu rồi. Và trong những trường hợp mà phải phẫu thuật, thủ thuật thì hầu như bệnh nhân không gặp những biến cố gì về chảy máu, đến gần đến 93% là cuộc phẫu thuật diễn ra bình thường, và chỉ có rất trường hợp rất ít, khoảng 2-5% là có trường hợp chảy máu nhẹ, rỉ rả, và sau đó không có trường hợp nào là có biến cố chảy máu nặng khi phải phẫu thuật ở những bệnh nhân đã sử dụng thuốc kháng đông này. Và thời gian tác dụng từ liều đầu tiên cho đến khi thủ thuật là khoảng 1,6 giờ, trong vòng khoảng 2 tiếng là người ta tiến hành các thủ thuật, ví dụ như can thiệp hoặc là phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Và thực tế thì cái thuốc đối kháng này đã được sử dụng ở trên rộng rãi trên toàn thế giới, và ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng, tuy nhiên giá thành thì còn rất đắt,
bởi vì là cái thuốc này cũng của cùng một công ty, cùng công ty sản xuất Damigastra, thì người ta cũng sản xuất luôn cái này, tức là vừa bán mâu vừa bán thuận luôn, cho nên là nó giá nó vẫn còn cao. Và cái này thì vừa được được truyền tĩnh mạch, đây là thuốc truyền tĩnh mạch dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Và chính vì có cái thuốc đối kháng này cùng với một số thuốc đối kháng khác với rất nhiều những cái nghiên cứu ở trên thế giới, tuy cỡ mẫu rất là nhỏ nhưng họ cũng đã đưa vào trong khuyến cáo là đối với những trường hợp chảy máu mà có nguy hiểm đến tính mạng, như là có thể chảy máu mức độ trung bình cho đến mức độ nặng, có thể chảy máu đường tiêu hóa hoặc xuất huyết nội sọ, thì người ta sẽ sử dụng các cái thuốc đối kháng này sau khi sử dụng các cái biện pháp cầm máu thông thường, như sử dụng huyết tương tươi đông lạnh, các yếu tố truyền, các yếu tố đông máu, cầm máu cơ học mà chưa kiểm soát được, thì người ta sẽ sử dụng thuốc, các cái thuốc đối kháng này để trực tiếp trong cái việc là ngăn ngừa biến cố chảy máu hoặc cần phẫu thuật cấp cứu cho những bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông. Và năm ngoái như chúng ta đã dự hội nghị tim mạch toàn quốc, năm ngoái đã đưa cái khuyến cáo Hội Tim Mạch Việt Nam cũng đã đưa những vào trong guideline là sử dụng những cái thuốc hóa giải nếu có là phải sử dụng cho bệnh nhân ở những trường hợp cần phải phẫu thuật khẩn cấp cứu hoặc là những trường hợp chảy máu mức độ từ vừa trở lên đối với những bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông trực tiếp. Và trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2019 vào tháng 3 vừa rồi, người ta cũng đã nói luôn đây là chỉ định mức độ loại 1 khi sử dụng các cái thuốc kháng đối kháng với cả những thuốc kháng đông thế hệ mới như Davivatra trong những trường hợp mà phải nguy cơ chảy máu ảnh hưởng đến tính mạng hoặc những trường hợp phải can thiệp cấp cứu. Và đấy chính là kỷ nguyên 3.0 cho thuốc kháng đông, vừa là có nhóm kháng đông trực tiếp, vừa có tác động tốt hơn hẳn warfarin với ít biến cố hơn, và cũng đã có những cái chất hóa giải chuyên biệt là để nếu chẳng hạn có xảy ra những biến cố chảy máu hoặc là cần phải xử lý cái thuốc này ngay, thì đã cũng đã có những cái thuốc đối kháng có thể giúp cho cái việc thêm vũ khí cho chúng ta trong việc sử dụng thuốc. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ sử dụng thuốc sẽ an toàn hơn khi chúng ta ta vừa có cái thuốc để ngăn ngừa quá trình đông máu, nhưng cũng lại cũng có thuốc để ngăn ngừa quá trình chảy máu khi tác dụng phụ của những thuốc này. Và chính vì thế và người ta thấy rằng là những cái thuốc kháng đông thế hệ mới như Davivatra có rõ ràng là qua các cái nghiên cứu như trình bày từ báo cáo trước là thuốc an toàn, có hiệu quả hơn hẳn so với cả warfarin. Và nó cũng là như Davivatra là cái thuốc duy nhất là nó đã hiện tại đã có chất hóa giải và đã có ở thị trường Việt Nam. Và cái những cái thuốc hóa giải này nó không những là nó không có chống chỉ định và nó rất an toàn khi sử dụng cho bệnh nhân, vì đến thời điểm này cũng chưa có những báo cáo về những tác dụng phụ không mong muốn của Idarucizumab khi mà sử dụng ở trên các cái thử nghiệm lâm sàng, bởi vì cũng có thể là cái cỡ mẫu nó quá nhỏ cho nên là trên là chưa thấy những cái tác dụng phụ hoặc là những cái kết cục không mong muốn. Thì đấy là cái phần trình bày về kháng đông thế hệ mới khi chúng ta vừa sử dụng hiệu quả vừa là có cả những cái chất để đối kháng ngăn ngừa những cái biến cố khi sử dụng thuốc này ạ. Xin được cảm ơn sự chú ý của các bạn.